vị trí nhà sản xuất smartphone thứ hai thế giới từ Huawei. Apple đang trên đường giành lại vị trí thứ hai từ Huawei trên bảng xếp hạng nhà cung cấp điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 4 năm 2019. Sự thay đổi về thứ hạng này được cho là xuất phát từ việc doanh số mạnh mẽ từ dòng iPhone 11 của Apple vừa ra mắt, cộng với lệnh cấm Huawei của Mỹ. Mặc dù bị Mỹ đưa vào danh sách đen từ giữa quý 2 năm nay, Huawei vẫn xuất xưởng 60 triệu smartphone trong quý trước. Tuy nhiên, khi lệnh cấm thương mại của Mỹ kéo dài, Doanh số điện thoại của Huawei có thể trượt dài xuống còn khoảng 50 triệu chiếc trong quý 3, trước khi trở lại 60 triệu chiếc vào thời gian kỳ nghỉ lễ cuối năm. Theo IDC, Apple đã xuất xưởng 36 triệu iPhone trong quý 1 năm 2019, doanh số được cho là đã giảm xuống còn 34 triệu chiếc trong quý 2, dự kiến lên 30 triệu chiếc trong quý 3 khi người dùng chờ đợi các thiết bị hàng đầu thế hệ tiếp theo của Apple, iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Nhưng theo các báo cáo về doanh số cao hơn dự kiến của dòng iPhone 11 cả trong và ngoài nước, Apple có thể đạt doanh số 70 triệu chiếc iPhone trong quý 4, vượt mức 60 triệu chiếc mà Huawei dự kiến sẽ xuất xưởng vào quý 4 năm 2019.